Chào mừng đã quay trở lại với kênh Bitcoiner. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng dao động động lượng trang, CMO. Định nghĩa: dao động động lượng trang, CMO, là một chỉ số phân tích kỹ thuật được đặt tên theo nhà phát minh ra nó, Tusa Chang. CMO được tính bằng 100 nhân với thương của SU-SD và SU-SD. Trong đó SU là tổng các giá đóng cửa cao hơn trong một giai đoạn cụ thể, SD là tổng các giá đóng cửa thấp hơn trong giai đoạn này. 100 thể hiện chỉ số dao động trong khoảng từ âm 100 đến dương 100. Giai đoạn thường được mặc định là 20 ngày. Cách sử dụng CMO: khi CMO vượt ngưỡng dương 50, chứng khoán được cho là quá mua, và khi CMO giảm xuống dưới mức âm 50, nó được cho là quá bán. Khi CMO vượt ngưỡng 0 và xuất hiện giao điểm vàng khi MA 50 ngày cắt quang MA 200 ngày, ta có thể xác nhận một tín hiệu mua. Phân kỳ dương xuất hiện khi giá giảm và CMO tăng, ngược lại, khi giá tăng mà CMO giảm, ta thấy phân kỳ âm. Làm sao để theo dõi giá tiền ảo mọi lúc, làm thế nào để có được những cơ hội đầu tư hấp dẫn nhất? Hãy tải Bitcoiner. Chúng tôi có tất cả những thứ một nhà đầu tư cần: cài thông báo giá, danh sách điền điện tử, thông tin coi chi tiết, biểu đồ hình nến, tin tức mới nhất, forum, quản lý portfolio, và nhiều hơn thế nữa. Tải Bitcoiner ngay hôm nay trên Google Play. Cảm ơn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về thị trường tài chính và giao dịch cổ phiếu.